Kính thưa cộng đoàn, trong tuần thường huấn các linh mục vừa qua với đề tài canh tân phụng vụ, và Đức Tổng Giám mục lưu ý mỗi một thánh lễ khi linh mục dâng là dâng lên Chúa toàn thể hội thánh, và mỗi người chúng ta khi xin dâng vào lễ này lễ kia là chúng ta xin dán vào một chút, dán vào một chút. Còn khi linh mục khi dâng thánh lễ là dâng ý của toàn thể hội thánh Chúa. Và như thế chiều hôm nay chúng ta có những người xin tạ ơn cầu bình an, xin ơn chữa lành, xin công việc thuận lợi, ơn chết lành, lễ dỗ linh hồn Gioan Bautista, Giuse Maria dỗ 2 năm, cầu nguyện cho cha cố Anton, Sơ Maria Augustina, các linh hồn do nhóm lòng thương xót. Cầu nguyện cho các linh mục, tu sĩ, nam nữ, ông bà cố Giuse và Anna, ông bà cố Phêrô và Anna, các linh hồn Simon, Maria, Philomena, Maria, Anton, Joan, Marta, Catarina, Joan Bautista, Giuse, Phêrô, Paolo, Rosa, Giulio, Anna, Teresa, Agatha, Madalena, Giacobbe, Ine, Isabe, Vincente, Martino, Domenico, Alfonso, Madalena, Domenico, Giuse, Micae, Lucia, Ignacio, Vincente, Giacobbe, Agatha, các linh hồn đang an nghỉ nơi đây, các thai nhi, cầu nguyện cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ, các linh hồn. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Canh tân phụng vụ, và đặc biệt trong việc cử hành thánh lễ, mỗi người chúng ta có thực sự gặp được Chúa Giêsu hay không? Xin cho chúng con mở lòng để đón nhận những ơn thiêng Chúa thương ban qua mỗi thánh lễ chúng con cử hành. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm, những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Chúng con
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chỉ có Chúa mới làm cho chúng con nên một lòng một ý. Xin cho tất cả chúng con biết yêu luật Chúa truyền và mong điều Chúa hứa, để giàu sống giữa cảnh thế sự thăng trầm, chúng con vẫn một lòng thiết tha với cõi phúc chân thật. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Cha, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Cha trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách ngôn sứ Isaiah. Đức Chúa phán những lời này với ông Sép-na, tể tướng triều đình: Ta sẽ tống ngươi khỏi chức vụ, ta sẽ đuổi ngươi khỏi địa vị. Ngày ấy, ta sẽ gọi tôi tớ ta là En-gia-kim, con của Kim-ki-gia-hu. Áo thùng của ngươi, ta sẽ lấy mặc cho nó. Cân đai của ngươi, ta sẽ đem thắt cho nó. Quyền bính của ngươi, ta sẽ trao vào tay nó. Nó sẽ là cha đối với cư dân Jerusalem và với nhà Juda. Chìa khóa nhà David ta sẽ đặt trên vai nó. Nó mở ra thì không ai đóng được, nó đóng lại thì không ai mở được. Ta sẽ làm cho nó vững chắc như đinh đóng cột. Nó sẽ nên như ngai vinh hiển cho nhà cha nó. Đó là lời Chúa. Con xin hết lòng cảm tạ Chúa vì Ngài đã nghe tiếng con kêu đàn ca kính Ngài xưa muôn thần thánh Ngài hướng về đền thánh con phụ phụng kính thờ. Con xin cảm tạ bởi vì Chúa một lòng thành tín mãi yêu thương. Ngày con khấn nài Chúa thương tình đáp lời, hỗ trợ hồn con Chúa tăng cường dũng lực. Lạy Chúa, cầu quang Chúa nhìn kẻ hèn yếu, còn bọn tự kiêu Chúa coi khinh. Tình thương của Ngài đến muôn đời vững bền, chưa bao giờ sáng những công việc Chúa làm. Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, sự giàu có, khôn ngoan và thông suốt của Thiên Chúa sâu thẳm dường nào, quyết định của Người ai dò cho thấu, đường lối của Người ai theo dõi được. Thật vậy, ai đã biết tư tưởng của Chúa, ai đã làm cố vấn cho Người, ai đã cho Người trước để Người phải trả lại sau. Vì muôn vật đều do Người mà có, nhờ Người mà tồn tại và quy hướng về Người. Xin tôn vinh Thiên Chúa đến muôn đời. Amen. Đó là lời Chúa. Con đã về rồi.
Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Chúa Giêsu đến miền Cesare Philippe, người hỏi các môn đệ rằng: người ta nói Con Người là ai? Các ông thưa: kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Chúa Giêsu lại hỏi: còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Chúa Giêsu nói với ông: này anh Simon, con ông Jonah, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy đấng ngự trên trời. Còn thầy thì bảo cho anh biết anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta đang sống trong những ngày rất đặc biệt. Không biết các ông bà, các anh chị có cảm nghiệm thế nào? Thế riêng tôi thì 3 trong 1 luôn luôn đi theo suốt cuộc đời của tôi. Vì ngày hôm nay 27 tháng 8, ngày lễ bà Thánh Monica, và ngày Mạ Chúa Nhật ngày mai 27, lễ Thánh Nữ Monica. Thế nhưng vào ngày Chúa Nhật cho nên được dời chuyển vào thứ Hai. Thứ Hai 28 tháng 8 lễ Thánh Augustino Tiến Sĩ Giám Mục, một vị thánh rất đặc biệt. Và ngày 29 tháng 8 lại là lễ cuộc khổ nạn của Thánh Gioan Tẩy Giả. Và nếu như chúng ta liên ý thì chúng ta thấy rằng nước mắt của người mẹ trộn lẫn với những lời cầu nguyện đã được Chúa thương, để rồi người con là Augustino được ơn trở lại. Và bất cứ cuộc trở lại nào vâng theo thánh ý Chúa cũng có nghĩa là phải vác thập giá mình mà đi theo, và như Thánh Gioan Tẩy Giả là chịu trảm quyết. Cho nên tôi vẫn thích liên ý 3 trong 1 là như thế. Vì cuộc đời của tôi khi tới cái thời điểm quyết định để nộp đơn xin thụ phong linh mục cũng rơi vào trong những ngày đặc biệt này. Cho nên tôi không thể nào mà lại không đậm nét trong những suy nghĩ của tôi. 3 trong 1 trong tuần này nữa, đó là chúng ta thấy thấm thoát 1 năm đã qua. Cha Giuse tiền nhiệm, ngài đã rời giáo xứ Hòa Hưng của chúng ta sau hơn 50 năm phục vụ tại giáo xứ Hòa Hưng này. Thì ngài vâng lời bề trên để rồi đi tĩnh dưỡng ở nhà Vãng Lai Phát Diệm. Cho dẫu sức khỏe của ngài rất tốt, phải nói thực sự như thế, tới giờ này 80 tuổi chúng ta thấy ngài rất mạnh khỏe.
Rồi thì trong tuần lễ này, ngày 30 là ngày thứ tư, thì cha phó Francisco Xavier cũng sẽ rời giáo xứ Hòa Hưng của chúng ta sau 5 năm và 2 tuần lễ ở với giáo xứ. Thì giờ đây đến lúc Ngài cũng cần được đến một nhiệm sở mới để thi thố khả năng của mình, cũng như được tiếp xúc với những nguồn giáo dân khác nhau, để qua đó cũng cho thấy cái cuộc sống của mình phải chan hòa như thế nào. Cho nên chúng ta thấy như vậy. Và tôi thì mùng 3 tháng 9 Chủ nhật tới đây là tròn một năm. Một năm về giáo xứ này thì cũng đang tập làm quen, chưa biết hết mọi người. Tôi biết ông quản gia, vì những công việc trong giáo xứ đều cách nào đó ông cũng quản lý công việc, ông biết rõ công việc. Tôi cũng biết ông Đức Thành đây là ông phó nội vụ, rồi thì ông là trưởng ca đoàn cộng đồng ca nữa, rồi hơn nữa là những người này thường xuyên gặp gỡ tôi, tiếp xúc tôi, cho nên là tôi biết. Còn một vài người nữa, một số người nữa tôi cũng biết. Nếu như có những dịp gặp gỡ tiếp xúc này nọ thì tôi mới biết. Còn thì một giáo xứ gần 8.000 người này thì phải có thời gian dài mới hy vọng biết, cộng thêm mỗi lần một ít. Và như vậy tôi cũng vẫn luôn cố gắng để mà tự hỏi mình xem là bà con có cái cảm thức gì về mình khi mình về đây sống một năm. Nói như vậy để tôi bắt sang chuyện, câu chuyện của Chúa Giêsu hôm nay, đó là đến miền Caesarea Philippi, là miền đồi núi, tất cả là những núi đá. Thì Chúa Giêsu mới hỏi các môn đệ của mình rằng: theo anh em ghi nhận thì dân chúng nói thầy là ai? Có những lúc dân chúng công kênh Chúa Giêsu lên làm vua, Chúa Giêsu phải lẩn tránh thôi. Không những lẩn tránh mà Chúa Giêsu còn lùa các môn đệ lên thuyền sang bờ bên kia gấp, không ở lại. Những cái lúc mà vinh quang rực rỡ như thế, Chúa Giêsu luôn luôn lánh nạn, vì Chúa Giêsu sợ rằng những cái hiểu của dân chúng theo ý nghĩa chính trị, cho nên Chúa Giêsu lẩn tránh. Thế có lúc thì người ta chối từ, người ta chối từ không đón nhận những gì mà Chúa Giêsu rao giảng. Thì bây giờ đây đến lúc mà Ngài muốn rà soát lại xem, anh em cho biết xem, tiếp cận với dân chúng cho biết thầy là ai, thì các ông cho là người ta nói rằng thầy là ông Gioan Tẩy Giả bị chém đầu, bây giờ được sống lại xuất hiện như thế, là Gioan Tẩy Giả, là ông Elia. Ông Elia được rước lên trời bằng cỗ xe lửa, bây giờ tái xuất giang hồ trở lại thế trần này. Rồi là ông Jeremia, là một ngôn sứ. Rồi Chúa Giêsu xem ra chưa bằng lòng với những cái câu trả lời của các môn đệ, cho nên Chúa Giêsu chỉ các tông đồ nói: chính anh em đã từng ở với thầy, cùng ăn với thầy, sống với thầy, đi theo thầy, hiệp hành với thầy, thế thì anh em nói thầy là ai? Ông Phêrô đại diện anh em: thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đấy, Chúa tôi, ông nói lên một câu xanh rờn: thầy là Đấng Kitô, là Đấng Thiên Sai, Đấng từ trời sai đến, và là con Thiên Chúa. Thế nhưng Phêrô có hiểu hết những cái gì mình tuyên xưng không? Thưa không. Chúa Giêsu điều chỉnh lại: không phải con nói điều này, nhưng mà cha, Chúa Cha đã mặc khải, vén mở bức màn cho con thấy điều này. Cho nên chúng ta thấy rằng cái tầm nhìn của Thánh Phêrô vẫn là một Đấng Thiên Sai đến để mà giải phóng dân khỏi đô hộ của người La Mã,
Cho nên khi mà Chúa Giêsu nói đến những cái khổ đau sắp phải trải nghiệm qua thì ông không chấp nhận, ông kéo Chúa Giêsu và Chúa Giêsu phải nói với ông: môn đệ, theo thầy, chứ không phải là Phêrô mở đường cho Chúa đi vào vinh quang, tránh những đau khổ. Mà Chúa Giêsu cho thấy rằng Ngài là đấng thiên sai, Ngài đến để cứu nhân độ thế, cho nên con đường đó là con đường khổ nạn. Kính thưa quý ông bà anh chị em, mỗi người chúng ta hôm nay nhìn Chúa Giêsu là ai? Mình lâu lâu mình rà soát lại xem mình có tin vào Chúa hay không. Chúa Giêsu là ai với mình? Hay là những lúc khó khăn mình lại chạy theo những cái thần khác hay là những cái người khác, chứ mình không nương tựa nơi Chúa? Và Chúa Giêsu cho thấy anh là tảng đá, trên tảng đá này thầy xây dựng hội thánh của thầy. Chúng ta thấy Chúa Giêsu cho dẫu đức tin của Phêrô còn yếu kém khi ngã lên ngã xuống chối thầy nữa, nhưng mà Chúa Giêsu vẫn đảm bảo cho Phêrô: anh là tảng đá, thầy sẽ xây hội thánh của thầy. Và như vậy chúng ta thấy rằng chúng ta tin Chúa Giêsu thì chúng ta cũng phải tin mầu nhiệm hội thánh Chúa. Mà cụ thể hội thánh Chúa địa phương, nơi các giáo xứ, nơi một giáo phận, người linh mục là linh mục chỉ có ý nghĩa khi mà mình luôn luôn hiệp thông với giám mục, luôn luôn phải tuân phục giám mục, thì lúc đó mình mới được cái ơn hiệp thông và luôn sống trong cái tình yêu của Chúa, dòng chảy ân thiêng của Chúa. Ngày nào một ông linh mục không tuân phục giám mục thì kể như thua rồi. Một ông cha dòng mà không tuân phục bề trên của mình thôi cũng xong phim rồi. Cho nên một Chúa Giêsu xây dựng hội thánh, và Chúa Giêsu bảo đảm dưới đất này anh tháo cởi thì trên trời cũng tháo cởi, dưới đất này anh trói cột thì trên trời cũng trói cột. Một Chúa Giêsu bảo đảm cho hội thánh của Chúa trường tồn trong thế giới hôm nay, và một thế giới được dẫn dắt bởi hội thánh của Chúa. Cho nên chúng ta làm cái gì thì chúng ta cũng coi xem mình có sống hiệp thông hay không. Và nhà thờ của mình gỡ xuống hai cái băng rôn rồi. Một cái là tình yêu Chúa Kitô thúc bách chúng ta, thúc bách tôi, thúc bách tất cả chúng ta. Một cái nữa là hiệp thông tham gia sứ vụ. Và trong năm nay giáo hội luôn nhắc tới cái sự hiệp thông, cách nào đó để chúng ta hiệp thông với Chúa, hiệp thông với anh chị em của mình. Mà cụ thể mình sống trong một giáo xứ, mình phải sống cái tinh thần hiệp thông đó như thế nào. Nhiều khi mình lại đem đến những chia rẽ, nhiều khi mình mắt nhắm mắt mở không nhận diện được rõ ràng, mình lại nói tầm bậy tầm bạ. Cho nên Chúa Giêsu bảo đảm cho sự trường tồn của hội thánh trên, thầy xây dựng hội thánh của thầy. Và như thế, chủ đề Thánh Kinh hôm nay cũng mời gọi chúng ta là linh mục, người giáo dân, chúng ta cần phải được hiệp thông trong hội thánh của Chúa, mà Chúa Giêsu là đầu. Mà không những thế, chúng ta hiệp thông mà chúng ta còn tham gia những cái gì đóng góp được, những cái gì tham gia được trong giáo xứ, chúng ta được mời gọi tham gia. Và chính khi chúng ta sống một chứng tá tập thể như thế thì chúng ta đang làm chứng nhân tin mừng của Chúa trong thế giới hôm nay. Một Chúa Giêsu khao khát, ta khát trên thánh giá sắp tắt thở, thì Chúa Giêsu thốt lên: ta khát, ta mong ước mọi người được hiệp thông, được chung chia sứ vụ tin mừng, đó là đem ơn cứu độ đến cho anh chị em của mình. Xin cho mỗi người chúng con đây biết dẹp bỏ đi cái tôi cồng kềnh gồ ghề ta đây của mình, để luôn sống trong sự hiệp thông trong Chúa, trong hội thánh.
Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng. Tin kính một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa sinh bởi Đức Chúa Cha từ Chúa muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa ánh sáng bởi Thiên Chúa Thần được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thề với Đức Chúa Cha nhờ Ngài mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Si-ô Phi-la-tô, Người chịu khổ hình và mãi ca. Ngày thứ ba Người sống lại như lời thánh kinh, Người lên trời ngờ bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha Người được cùng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy: tôi tin hội thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Anh chị em thân mến, câu hỏi thầy là ai Chúa Giêsu ngày hôm nay cũng đặt ra cho mỗi người chúng ta. Chúng ta đã sống với Chúa như thế nào? Con là đá, trên đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy. Chúng ta cùng cầu xin cho các vị chủ chân trong hội thánh được dồi dào ơn thiêng, luôn mạnh khỏe xác hồn để tích cực góp sức xây dựng và phát triển hội thánh của Chúa trên nền tảng đức tin tông truyền. Chúa Giêsu hỏi các môn đệ: người ta bảo con người là ai? Chúng ta cùng cầu xin cho những ai thành tâm thiện chí, luôn khao khát tìm kiếm chân lý, biết nghe theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, mà tin nhận Đức Kitô là con Thiên Chúa và là Đấng cứu thế. Xin Chúa nhận lời chúng
Thánh Phêrô thưa với Chúa: Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi Kitô hữu giữa thế giới hôm nay luôn mạnh dạn tuyên xưng và làm chứng cho niềm tin của mình qua lời nói, việc làm và bằng đời sống yêu thương phục vụ. Chúa Giêsu đã trao quyền cầm buộc và tháo cởi cho Phêrô và hội thánh. Xin cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta biết tôn trọng quyền bính của hội thánh, hết lòng yêu mến và tích cực cộng tác với các vị chủ chân để phát triển cộng đoàn. Lạy Chúa Giêsu, con vẫn thưa với Chúa, lạy Chúa xin cứu con kẻo con chết mất. Chúa thấy đó, chúng con chỉ biết tựa nương vào lòng Chúa thương xót. Xin Chúa yêu thương, xin Chúa gìn giữ chúng con và cho chúng con luôn cảm nhận được niềm vui sống với Chúa và sống với anh chị em. Chúa là đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Anh chị em cầu nguyện để hy lễ của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa đặt hy lễ với tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và nguyện cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa nhân từ, Chúa đã dùng hiến lễ duy nhất của Đức Kitô để quy tụ một đoàn con đông đảo. Xin thương tình ban cho giáo hội ơn hiệp nhất và bình an. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu chúng con. Tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính Người khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình đã tẩy xóa tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, Người đã mở cửa nước trời. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng: Chúa, hoan hô Chúa, chúng ta
Chúa công nhân cử đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các cương trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tiên sơn Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, các Thánh Tông Đồ, Thánh Nữ Monica, Thánh Augustino và toàn thể các Thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các Ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Chúa luôn nhắc mỗi người chúng con, Chúa là ai trong cuộc đời. Xin cho chúng con hoàn toàn biết nương tựa nơi Chúa mà thôi. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sáng.
ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoài thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con trông đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Niềm vui bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em chúc bình an cho nhau. Xin thương xót. Đây chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian. Phúc những ai được mời dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng gian Chúa đến tiệc thân. Nhà của con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con biết sẵn trong. Này Phêrô, con thần có phúc, bởi chính con đã tin vào ta. Vì Cha ta tác động trong con, để chính con tuyên xưng danh Ngài. Kể từ nay con sẽ là đá, trên đá này ta sẽ xây giáo hội. Tình yêu Chúa
bởi yếu tin ngã xa nhiều phen. Đường con đi mây mù giăng lối, là giữa khơi trông tranh con thuyền. Biển trần gian muôn ngàn con sông, khiến tâm hồn luôn mãi xa bên bờ. Đường lối Chúa con nguyện xa tin, ngoài Chúa ra con tin vào ai? Ngài yêu con gian dịu từng bước, vừa hiểm nguy sóng gió ba đào. Cuộc đời con đêm ngày xin Chúa cho con được luôn vững tin nơi Ngài. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho chúng con hưởng trọn vẹn ơn cứu chuộc Chúa đã thương ban, để chúng con ngày thêm mạnh sức và hăng say nhiệt thành. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Amen. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Thánh lễ xong, chúc anh chị em đi bình an.